Có gì hấp dẫn trong Lật Kèo, màn tài xuất của anh chàng tài tử Huỳnh Hiểu Minh? Sau vai diễn ấn tượng nhị gia Trinh Phượng Đài trong Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, cùng mối tình huynh đệ sâu sắc với kép hát kinh kịch Thương Tế Nhị, lần này Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục được đạo diễn Huệ Giai Đống chọn mặt gửi vàng trong bộ phim mới nhất Lật Kèo Game Changer, sánh vai bên hai người đẹp Thái Văn Tịnh và Đàm Trác. Bộ phim khắc họa chân thật những góc khuất của PR, bật mí những mánh khóe khuynh đảo dư luận và tâm lý phức tạp của những con người đang theo đuổi công việc này. Bưng những câu chuyện đằng sau hậu trường lên màn ảnh. Giữa lúc showbiz chung nổ ra hàng tá vô lùm xùm to như đại bác, Lật Kèo ra mắt kéo theo một sự chú ý lớn về cách những người phía sau cánh gà đang làm để vùi lấp đi một scandal nào đó hoặc thổi bùng nó lên. Chưa bàn đến tính thực tế của bộ phim thì nội dung phim cũng đã thu hút được một lượng lớn những chị em khoái ăn dưa. Hơn 10 trường hợp. Doing crazy dreaming.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.